Như ngày xưa mình được làm nhiều hơn, còn bây giờ thì mình sẽ cho con của mình được nhiều hơn. Thì ngày xưa như thế nào, cô bé như ngày xưa như thế nào như vậy? Dạ, xin phép là đầu tiên gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng ngày hôm nay. Tuổi thơ của Gil thì rất là nhiều biến động. Nhiều biến động thôi chứ không có biến cố lắm nha. Mình cũng là một cô bé khá là năng nổ, nghịch ngợm và cái gì cũng học. Thì cứ đến một cái mùa hè là sẽ được học một môn mới, bởi vì mẹ rất là khích lệ cho được học và tham gia những cái môn mà mình thích. Cho nên em đã trải qua các môn như là ballet, judo, võ cổ truyền, MMA and I go to the US learning English at summer. Yeah. Tuổi thơ của em là cũng gắn liền rất nhiều với the US. Và hay quá. Cái gì nói hay là phải nghe được. Dạ thì mà em nhỏ là học nhỏ lớn luôn là học suốt gì hả? Dạ, cho nên mình cảm thấy mình may mắn. Tóm lại là cái tuổi thơ của em thấy em may mắn khi mà em có một cái gia đình luôn ủng hộ và động viên cho em muốn học môn gì thì cho em cơ hội được đi học để mình có nhiều cái kỹ năng hơn, skill về những các lĩnh vực khác nhau hơn. Thì đó, em nghĩ đó cũng là một cái phần để hình thành nên được một cái cá tính và một cái tư duy của em như ngày hôm nay. Nếu như là các người vui, chúng ta thấy con show thì thấy được đó là con cái chúng ta thật là giỏi. Anh Ngọc Sơn là giám khảo, nhưng anh Ngọc Sơn lần đầu đến với lại show đúng không ạ? Vâng, tấm thân chào bé, xin kính chào đại gia đình. Si la sol la do re do si do mi fa mi. Đại khái vậy đó, cái bài đây là kéo trong bài. À, chú đã nghe bài này có kéo trong chủ âm là thứ rất là hay. Thì chủ âm là thứ thì rất là tốt. Và bài này là thành khúc thổ nhĩ kỳ, cái bài mà luyện ngón. Ngày xưa Ngọc Sơn rất là mê, và khi mà chơi guitar đó mà tầm lầm tầm tâm đó là những bài chịu chuyển hợp âm của bài nhạc house. Thì còn bài những bài như là hạnh phúc, bài nhạc polonaise tăng 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 tăng. Ngọc Sơn luyện rất là mê guitar, hồi đó mê cái đầu piano mà không có tiền mua. Tại vì gia đình bố mẹ là nhà giáo, giáo chức cả nhà người ta hay nói giáo chức thì chức cháu. nghĩa là không có là kinh doanh gì, không có có nguồn năng tiền bạc gì, nhưng mà cũng đào tạo được những người con. Ngọc Sơn cũng rất là hiếu học, và thực sự hồi trước thì rất là mê về ca hát, và nghe từ nhỏ từ 2 tuổi đã được ba dạy rồi, dạy về ca hát, rồi mẹ thì cũng là giáo viên. Vào Bạc Liêu công tác thì học được cải lương rất là hay, học được thêm cái đó. Nhưng mà Ngọc Sơn hồi xưa thì thích về bóng bàn, bộ môn thể thao và võ thuật. Võ thuật rất là nhiều, rất là mê, tay chân lúc nào cũng ngứa, cho nên sân khấu lúc nào cũng nhảy như một vận động viên. Nhưng mà cái niềm đam mê âm nhạc thì không bao giờ dứt trong trái tim Ngọc Sơn. Trời đã định hướng rồi, các người em khác thì rẽ vào kinh doanh, nhưng Ngọc Sơn yêu âm nhạc là sao? Ngọc Sơn yêu đại gia đình. Cái gia tài của Ngọc Sơn là được nhìn tất cả đại gia đình, các con chú, các chị, các bạn đang ngồi đây, những ánh mắt nụ cười rất là đẹp, em nữa, mọi người rất là đẹp, và Ngọc Sơn rất là hạnh phúc. Và cái niềm đam mê đó là khiến cho trái tim Ngọc Sơn, cái ngọn lửa không bao giờ tắt, lúc nào cũng lao động nghệ thuật hết mình. Và hôm nay được rất hân hạnh và vinh dự được vào tham gia chương trình này, Ngọc Sơn sẽ cố gắng hết sức mình. Xin cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Cảm ơn anh Ngọc Sơn với Kiều Lê, thêm một cháu tay thật lớn nữa. Cảm ơn tất cả quý khán giả không? Và mọi người sẽ ủng hộ cho Super Ten Super Nhí mùa thứ hai. Bởi vì chương trình á, thực hiện từ nãy anh Chiến Thành và Harry Won cũng đã chia sẻ rất là nhiều về nội dung và cũng như là cái sự thú vị đặc biệt của các bé talent rồi. Nhưng mà còn một cái nữa, cũng rất là cảm ơn chương trình và sản xuất của Medicine Media Group đã là một cái nơi ngoài cho một cái sân chơi cho các bé, mà còn là một nơi để cho các bé có thể chạm đến những cái ước mơ rất là nhỏ nhoi, rất là đáng yêu ở tuổi của các bé. Bởi vì khi mà đưa các bé lên sân khấu, ngoài việc cho các bé thể hiện tài năng của mình, thì chương trình luôn luôn sẵn sàng hỏi các bé ước mơ của các bé tương lai là gì, và thậm chí ước mơ ngay bây giờ là gì, thì chương trình luôn luôn cố gắng để có thể đáp ứng được cho các bé, để các bé có cái sự hạnh phúc của tuổi thơ của mình. Cảm ơn chương trình rất là nhiều, và em cũng rất là vinh dự khi được có mặt ở đây đồng hành cùng các anh chị ạ. Cảm ơn mọi người.